Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chiều qua triển lãm Dấu ấn Điện Biên trong điện ảnh đã chính thức được khai mạc. Triển lãm giới thiệu khoảng 250 bức ảnh được tuyển chọn, in trích từ các tư liệu và tác phẩm điện ảnh hiện đang lưu trữ tại Viện Phim Việt Nam, thể hiện dấu ấn chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và dấu ấn đổi mới của Điện Biên trong điện ảnh. Bên cạnh đó, triển lãm cũng dành một không gian trang trọng để trưng bày những tác phẩm nhiếp ảnh phác họa vẻ đẹp Điện Biên hôm nay và trình chiếu 3 bộ phim tài liệu về chiến thắng Điện Biên Phủ phục vụ khán giả tham quan. Triển lãm do Viện Phim Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức với mong muốn sẽ tạo được sức thu hút và lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng vẻ đẹp bất khuất của tinh thần dân tộc, con người Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.